Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Sau khi quyết định tối qua thì sau cái trận tống kim mà Khải liên chạm 113 mạng thì Khải có suy nghĩ cũng khá là đồng tình với anh em. Ở tầm cấp này thì nói chung thì Khải cũng máu trong trận tống kim vừa rồi, Khải xem lại thì máu cũng khá là nhiều. Anh em nhiều anh em góp ý thì nói chung tăng thêm sức mạnh, tại vì cái lượng đam bây giờ nó hơi thấp thì ok. Nói chung là theo Khải nghĩ thì cũng có thể hợp lý. Thì bây giờ Khải sẽ lên đảo nha anh em ơi. Khải lên đảo và Khải sẽ mang cái nón này vào luôn. Nón này có thể là vừa bơ ca vừa chan luôn nha anh em. Sinh lực 119 và phục hồi sinh lực 4 điểm luôn. Nói chung là đợi Khải lên đảo, Khải sẽ tăng lại điểm cho anh em xem. Ok, lên đảo nha anh em ơi. Lên đảo ra tí. Khải lên full bộ luôn. Nói chung là suy nghĩ khá là lâu rồi. Nhưng mà tối nay trong buổi tối tống kim hôm qua thì Khải nghĩ thì với cái lượng máu hơn 5k thì Khải thấy cũng quá là nhiều, nên là rất là trâu. Chung là mỗi người cách chơi thôi. Như hôm bữa giờ thì Khải chơi cái kiểu là trâu để có thể giữ liên chạm tốt. Còn bây giờ thì theo ý của anh em thì nên tăng sức mạnh cao lên một tí để lấy lượng đam. Thì ok. Thì Khải cũng đã quyết định lên đảo rồi. Hết một bộ tinh hồng với lại sở biến thị tinh. Trước mắt thì Khải sẽ tải cho Khải mang cái nón này vào anh em ơi. Khải mang cái nón đẹp trai này vào em gái. Khải sẽ tải điểm lại cho anh em xem. Suy nghĩ khá là lâu rồi. Ok, bây giờ Khải sẽ mang cái nón Tula phân kết này vào. Nón này khá là đẹp. Cái gì vậy? Nó tù bị ngáo rồi. Đâu cho nó tù rồi ta? Vì sao vậy? Chúc này vậy. Rồi, Khải mang cái nón này vào. Ôi, cái gì vậy? Phím này bị dính rồi. Khải sẽ đẩy lượng đam lên một tí. Đẩy lượng tay lên một tí. Chưa mặc được cái nón là 210. Rồi, mang nón này vô. Tại làm cái này Khải tăng xem. Nói chung là hôm trước thì Khải định chống phá chúng ta từ 28 điểm thôi mà. Đặt 101 thôi. Khi nào dư điểm mới tăng thêm, không còn tăng nhiều. 28 điểm. Cái phản đòn này phải tăng mát này nè. Nhiều anh em bảo Khải tăng ít thôi, nhưng mà không anh em ơi. Tăng ít thì anh em đang vô xe anh em tự bật luôn, anh em tự chết luôn á. Sao biết nè. Khải xem rồi cái động lực tay nó bao nhiêu. Hai cái sắp xỉ nhau thì đó, như anh em bảo Khải tăng bấy trước thì nó được cái chiến mạng, nhưng mà nó lực tăng được 2k1 này. Khải test lại cho anh em xem nha. Rồi bây giờ Khải sẽ tăng lại một ít như cũ nha anh em. Cái này là Khải mới vừa test qua cho anh em là 3x để lấy được cái chiến mạng cao. Chiến mạng cao nhưng mà lực tay bao nhiêu đây? Lực tay chỉ 2k1 thôi, không tăng sức mạnh này. Bây giờ tay lại nè, coi thử cái nào lực tay cao hơn. Mấy hôm thì Khải tăng một ít trước nè. Một ít trước thì chiến mạng nó ít nhưng mà lực tay nó rất là cao. Khải coi thử lại thì đúng không. Đây, vẫn như cũ nè. Rồi, tiếp tục sẽ ít nè. Rồi, hai cái có gì khác nhau không nha. Rồi, đây 1-1 nè, đây 1 nè, rồi ok, giờ đây 1 ít nè. Đó, 1 ít thì lực tay cao hơn, em thấy chưa? Lực tay cao hơn đến 400 lực tay rồi, em thấy chưa? Nói chung là tầm này thì tăng vào kiêu này á thì anh em được chí mạng, nhưng mà anh em không có lực tay. Còn nên là Khải đi đường một ít trước là anh em nhiều em hỏi tại sao lại tăng một ít trước. Tăng một ít trước đó nó phù trợ thêm cái tầng đam tầng 2 của công lôn anh em. Đam tầng 2 của công lôn anh em. Đó là skin nhíp nhíp phong tầng đâm kích đó, nó tăng cái cuồng phong 6 điểm này. Thì nó sẽ hỗ trợ cho khiếu phong tầm liên kích tầng 2 của công lôn khỏe hơn. Là Khải tăng đi theo đường một ít trước. Còn có thể anh em tăng theo đường này thì anh em tăng theo đường chiến mạng. Đó. Rồi, giờ mới bắt đầu. Giờ bây giờ cái vấn đề tăng vào sức mạnh bao nhiêu cho nó hợp lý này, Khải tay xem này. Hôm qua thì Khải chỉ muốn chủ động thành lên 160 thôi. 160 là 2k7 thôi. 2k7. Nếu tăng sức mạnh nhiều, Khải nói thì anh em luôn, nếu tăng sức mạnh nhiều á thì lực tay mình to thiệt. Nhưng mà đam vào xe giờ chết. Nếu mà lần này thì Khải được cố gắng lên lực tay khoảng không được 2k9, không được mà. Ráng cố gắng 3k thì máu Khải không bao nhiêu. 1 2 3 5 sức mạnh chỉ tăng được 10 lực tây.
rồi kênh anh em dẫn đâu anh em 2K9 rồi 260 mình thì không đủ rồi. Tầm này tanh như thế này không có máu đánh này em ơi, đang vào trong một cá to rồi em ơi, nó cả chín rồi đó. Tầm này thì khá tanh sức mạnh cho anh em xem đó, được tay 2K9 rồi, trời ơi được tay quá to không biết đang vào biết tầm này như thế nào rồi nè. Test cho anh em xem, nói chung là với lực tay 2K9 này á khả thánh là rất là cao. Theo hàng ấy tanh khoảng 210 sức mạnh thôi em ơi, 210 sức mạnh này thì quá nhiều, đam vô xe dở chết lắm, quá dở chết luôn nè. Đó, tăng 210 sức mạnh thì tăng được 300 lực tay nữa, máu được nhiều, máu 2K1, máu 2K1 này vào xe nữa máu 4K hơn rồi đấy. Rồi ok đó, tăng như thế này thôi nha em ơi. Hiện tại bây giờ thì đó, Khải sẽ test tăng sức mạnh 201, nếu mà không ổn thì Khải có thể tăng lại, tại vì như Khải thấy ổn nhất đó, là cái tăng khoảng 110 sức mạnh thôi thì đánh tống kim nó sẽ ổn và hạn chế bị chết lúc giao tranh đông, hạn chế bị chết nè. Còn bây giờ thì coi như theo ý kiến của anh em đó, Khải đã lên tăng sức mạnh 210 cùng lại full sinh khí đó, ok chưa. Rồi anh em xem video này đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ nha, đợi tối nay tiếp tục tống kim lái top nha anh em, tối nay sẽ tiếp tục tống kim lái top cho anh em xem nha. Và anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ nha anh em ơi, ok với ba anh em nhá. Đấy anh em thấy chưa, nhiều anh em bảo là cái bên kỹ năng á, anh em bảo không tăng bait thì nói chung là Khải cũng đã test ở vừa rồi, anh em có thể xem qua thì tăng quyết thì lực tay nó sẽ lên tốt hơn nè. Bấy thì sau này có thể tăng sâu cũng được, tại vì tầm này mới cấp 9x thôi nè mà. Đấy, được chưa. Và bây giờ thì do là Khải anh mắt Evan đó, nó cầm thêm 200 máu nè, nên là tính là máu Khải cho cái 1K9 thôi. Anh em nhìn cùng xem qua set đồ Khải nè, nón nè, áo nè, dây chuyền nè, đao nè, giày nè, đai lưng nè. Nói chung đai lưng này chắc phải sắm thêm đai lưng si đao á, nhẫn này cũng si đao á, nhẫn này cũng si đao nè, bao tay cũng được nè, ngọc bội nè. Rồi ok, người chiếu giả thì Khải mới tạo được chiếu giả bệnh viện hôm trước, Khải đấu giá trong bang mười mấy kim á. Rồi chào tất anh em, hôm nay cứ giải quốc thôi đó. Trong cái video này Khải ép sức mạnh từ 110 lên 210, tăng thêm 100 sức mạnh thôi anh em ơi. Còn bên này thì không có gì khác cả nha, bên này không có gì khác nè, bên này vẫn lưu như cũ, tốn 3 viên thủy tinh lên test cho anh em xem thôi, chứ anh em nói không tăng biết nhưng mà cứ vậy mà làm thôi anh em ơi. Tăng một ít thì cái lượng đam tốt hơn. Rồi tại vì chí mạng thì mình có trên cái skin cùng lộn đam pháp này, còn cái này phụ trợ thêm 16 là thành 66 chí mạng, Khả thấy là hợp lý rồi, với tầm cấp 9 ít thì Khả thấy quá hợp lý rồi. Tối căng lách full, có tối căng lách đánh tiếp thôi nè. Tăng thêm 200, thêm 100 sức mạnh, giảm bớt sinh khí là mất đi khoảng 200 máu, mất đi 200 máu nhưng mà tăng lên được khoảng 300 lực tay đó, bù qua sót lại thôi. Kiểu này là đơn giản là mình nói là tăng kiểu sức mạnh 4, sức mạnh 4, sinh khí 6, 4, 6, tăng theo kiểu 4, 6 nè. Cứ lên một cấp thì tăng khoảng 2 sức mạnh và 3 sinh khí, cứ dạng là gọi là 4, 6. Cứ 10 điểm tiềm năng thì chúng ta tăng vào 4 sức mạnh và 6 sinh khí đó, vậy thôi. Rồi Khải xin phép off livestream nha anh em ơi, sau này Khải xin phép off video rồi nha. Anh em đừng quên đỡ like, một like chia sẻ là tối nay coi thử top tông kim có lên được với sức mạnh 210 không nha anh em. Ok bye anh em, bye mọi người.